Bão INXIND giật cấp 17 vào Biển Đông, hướng vào Nam Trung Bộ. Bão INXIND đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024. Sáng sớm nay ngày 8 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão INXIND đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, 134-166 km/h, giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15 km/h. Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h, sau đó đổi hướng Tây Tây Bắc, Tây Nam về phía quần đảo Hoàng Sa. Càng đến gần quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão càng suy giảm. Khoảng sáng ngày 10 tháng 11, khi cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 27 km về phía Bắc Đông Bắc, cường độ bão còn cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định, vĩ tuyến 16, 0N21, 0N, phía đông kinh tuyến 113, 5E. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8, 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng biển cao 4,0, 6,0 mét. Vùng gần tâm 6, 08, 0 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.